hàng triệu những lý do bỏ rơi một người. Người ở lại chân như kẻ ngốc chẳng biết thế nào. Khi một ai đã muốn ra đi, cho dù ta có tốt ích gì, khi chợt lời nói đối phương lạ kỳ, thì cũng là lúc nên thôi nghĩ suy. Nếu ai đó đã muốn ở lại, bao gian khó cũng đâu đáng ngại. Ai cũng biết cách giữ xây tình yêu, chịu những lý do chia tay chỉ là hết yêu. Như mọi người có thể để ý thì là nửa đầu năm 2018 của em là những cái sản phẩm nhạc phim, và em chưa cho ra mắt một cái sản phẩm cá nhân của mình nào trong năm 2018 này. Thì Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi ngày hôm nay sẽ là cái sản phẩm gọi là đầu tiên trong năm 2018 này mà là sản phẩm cá nhân của em. Thì em cũng khá là hồi hộp. Chỉ mới nghe một đoạn đầu đó thôi thì các bạn đã comment là có thể đây sẽ là ca khúc mà sẽ rất nhiều người thấy mình ở trong đó. Cái lời nó rất là thực tế. Em nghĩ rằng là hy vọng rằng là rất là hay. Cái lời bài hát nó là nó rất là chân thực. Nó chân thực cực kỳ mà khiến em mà phải em có cái cảm xúc nó rất là mãnh liệt như vậy. Là nó rất là nhiều tên. Tại vì rằng là cái tên ban đầu mà khi mà anh Thuận gửi cái demo cho em ấy, nó là Triệu Lý Do Chia Tay, nên chưa được ổn lắm. Thì xong em mới nghĩ ra một loạt các tên khác nhau, và xong em còn có nhờ sự trợ giúp của Eric. Kiểu để Eric kiểu nghe cùng, xong rồi bảo mày xem có cái nhầm cả, bảo cả anh Thuận nữa này, bảo cả anh Tài, anh Tài nữa, là để xem là có nghĩ ra được một cái tên nào nữa hay không. Cái điều chia sẻ mà mọi người cứ rất là hay hỏi em là kiểu em chưa yêu bao giờ, nhưng mà tại sao em lấy được những cái cảm xúc từ đâu ra để em hát được những cái ca khúc ballad được mọi người nói là rất là tình cảm như vậy. Thì em thấy rằng là em nghĩ rằng là em nghĩ đến những cái khó khăn của mình. Thực sự là như vậy. Tại vì cái hồi em nhớ đến hồi thi giọng hát Việt cũng thế, khi mà em hát ca khúc Yêu Xa để cho cô Tâm thử nghe, là em cũng tự dưng em khóc ở lúc đó, thì em không hiểu sao lại như thế. Thì chắc là có thể nghĩ đến những cái khó khăn của mình trước đó rồi để mình hát lên cái ca khúc đó. Chỉ là hết yêu.